Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Thì hôm trước tôi có xem lại buổi livestream của tôi có thấy một anh em bảo tôi chơi con game có tên là Burger and Fry. Thì hôm nay vào game luôn nhỉ? Vô luôn, tôi cũng tò mò tại sao con game này nó lại tên là Burger and Fry. Burger dịch ra tiếng Việt là bánh mì kẹp thịt. Và Fry là nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi nhá. Thôi, vào game xem nó như thế nào nhá. Anh em nào muốn chơi thì cứ xuống phần mô tả nhá. Tôi để cái link game ở dưới phần mô tả ấy. Thì mới vào game thì tôi đã thấy cái gì đây? Right hand traffic. Điều khiển bằng chuột à? Bàn phím à? Trời đã muộn rồi, tôi nên về nhà. Ok. Tôi đi đi như nào? Có thấy không? À đây. Rồi. Đây đây đây. À rồi. Tôi chắc là mới mua cái bánh burger anh em ạ, đây này. Ở trên cái giỏ xe đạp kìa. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đi về nhà nhá. Đâu, về nhà đường nào, đường này đúng không? Ủa, sao khó lái vậy? Burger and fry. Ok. Sao trời tối vậy? Đây là đâu? Thì tôi chơi rất nhiều con game. Tôi chơi rất nhiều con game anh em ạ. Là mình sẽ đi một mình vào ban đêm như này. Ví dụ như là Radio Station hoặc con game gì đấy, lần trước cũng lái xe như này này. Ô, chào anh. Đâu anh? Thì những con game kiểu này sẽ rất dễ có chuyện để xảy ra. Thì tôi đang không biết là tôi sẽ gặp chuyện gì. Nhưng mà bây giờ tôi chơi con game này với một tinh thần thép anh em ạ. Không bao giờ sợ. Cái gì đấy? Xe của ai đấy? Tao xe của ai để giữa đường này? Chủ đâu? Thôi kệ đi. Đi thôi. Về nhà đi. Trời muộn rồi. Về đi ngủ. À nhầm, về ăn bánh. Burger, vừa xem burger vừa xem phim. Ủa cái gì đó? Cái gì đấy? Anh em có nhìn gì không? Đâu đấy? Trời đã muộn rồi. Về nhà đi, tôi nên về nhà. Sao sao trước hôm lại bị gì vậy? À, giờ sao? Đi lại à? What the hell? Anh em gửi tôi con game gì vậy? Cái gì đấy? Đường gì đấy? Tu Onela. Ừ, đường lại đường Tu Onea. Lela. Rồi sao? Thầy hơi có điểm rồi nhá. Nếu tôi không nhầm, vừa nãy tôi nhìn thấy cái ma. Ô, là anh này này. Rồi, tôi lại gặp một anh lái xe ô tô. Để ra vu à? Để ra vu đúng không? Ô, lại cái xe đạp này. Ô không anh em ơi. Nhưng mà bây giờ nó có máu anh em ạ. Thôi chắc là ai Ui. Đéo đấy. Tôi chị ơi. Chị ma đúng không? Gì đấy?
Rồi bây giờ mẹ cái chữ trời đã muộn, tôi nên về nhà bây giờ là không nhìn ra chữ rồi. Mẹ tôi đang ngồi nuốt nước bọt đây vợ. Con game gì vậy? Nại đường tu on nela. Thôi nha, ma quỷ thì ra luôn đi. Em đã chuẩn bị tinh thần. Em biết là các bạn xem em gửi em những con game như kiểu này là chắc chắn sẽ có điểm. Cho nên là cứ ra đi. Em đã chuẩn bị tinh thần. Bây giờ là gặp xe, bây giờ gặp cái ông kia đúng không? Đấy. What the fuck? What? Ủa sao ông ấy tự đập đầu vào xe vậy? Đằng trước có một cái điều, một cái điều gì rất là đáng sợ hay sao? Ôi dồi ôi, sao bây giờ? Lại có máu anh em ơi, máu lần này còn nhiều hơn phải nãy. À không phải máu đâu anh em ạ, đây không phải máu nhá. Đây là tương cà thôi. Ông nào chắc mới mua tương cà về xong rồi ngã ra đường xong rồi đổ tương cà ra ngoài đường thôi đúng không? Ừ. Nghĩ lạc quan lên anh em, nghĩ lạc quan lên. Không có gì mà phải sợ hãi cả. Đoàn tàu à? À ừ, đoàn tàu thật anh em ạ. Đằng sau hoài không? Ai? Ai vậy? Tôi chị ơi. Tôi chị ơi, ai đây? Sao chị nào tối rồi mà không... Đi thôi. Cái đéo gì đây? Về đi, về 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 về. Gì đây? Có điểm rồi. Ôi, ui, ui. Né ra như bọn né ra. Né mấy con ma ra. Có điểm rồi. Ui. Ném mấy cây ra nữa. Ui. Có điểm rồi. Ui. Mẹ ơi cứu con. À, cho em đi về. Ui rồi. Em chỉ muốn ăn burger, ngồi xem tivi thôi mà. Ừ. Thôi, 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 thôi. Đừng đùa em thế chứ. Ôi, sao chị con, sao có chị má đi ngược kìa? Rồi, bây giờ cái dòng chữ đã quá muộn, tôi muốn về nhà, nó bị ngược mẹ rồi. Nó bị ngược luôn rồi. Rồi sao? Đi đâu? Đi tiếp hả? Thôi mấy anh chị ơi, cho em về nhà đi. Em phải đi còn trên con đường này bao nhiêu lần nữa thì mới được về nhà. Lại là con đường tu ổn Nela. Bây giờ là gặp xe, bây giờ gặp cái xe ô tô kia đúng không? Để ra vu mà anh em, tôi biết mà. Đi trên con đường này mấy trăm lần rồi, tôi biết thừa. Đâu xe đâu ra đi. Ôi dồi ôi. Cái gì đấy? Cái gì đằng sau đấy? Cái đéo gì đằng sau ấy?
Mình có đứa đang ngồi sau lưng tôi, tôi đều muốn quay lại đâu. Đi thôi. Tôi lần này lại lần này là không thấy xe nữa anh em ạ, không thấy cái xe đạp nữa, chỉ còn tương cà thôi. Ừ. Ôi, cái gì đấy? Ôi mẹ. Mày cười cái chó gì? Đi qua được không? Đi qua được đúng không? Ôi rồi. Đi qua gì đấy? Gầm cầu à? Tôi ngồi tôi chơi con game này mà tôi nuốt nước bọt ực ực luôn, ực ực luôn mà. Mẹ, cái đéo gì đấy, cái đéo gì phát sáng ấy. Tôi đi qua cầu rồi, cái gì phát sáng đấy. Thì đây tôi không chơi đâu nhá, cho em đi về đi, em muốn đi về. À, cái gì đấy, cái tiếng gì đấy. Ôi cái gì đấy. What the fuck? Xe ô tô biến thành quỷ rồi. Nó đuổi tôi. Nó đuổi tôi anh em ơi. Té thôi. Cái gì đấy? Cái biển báo gì thi công à? Ơi, ui. Ui né 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 né. Sao lại thi công mà không có cái biển báo gì vậy? Nó phải có cái nó phải có cái những cái đoạn dây chặn cái gì bằng cảnh báo cho mọi người chứ. Tập trung né nha bọn, tập trung né thôi, né mấy cái hố ra. Không thì tôi chết đây rồi. Né ra. Ủa nào, đừng rơi. Ok. Hết rồi anh em ạ. Hết rồi. Tôi được cứu rồi. Tuyệt vời. Tôi không bị chết. Nó tuyệt vời luôn. Về nhà được chưa? Tại gì đấy? It me. Là tôi. Tôi làm sao? Tại sao lại là tôi? Ừ, yes sir, it's me, yeah, it's me, yeah man. Tôi là người mua cái bánh burger xong tôi đang đi trên đường đi về. Ừ, it's me. Tuonea, Tuonela, ừ. Vẫn là cái con đường đấy. Rồi sao? Ai đấy? Bù nhìn à? Ô mà nãy tôi có thấy cái ủi gì kìa. Ai đấy? Kì bóng dáng ai vụt qua đây, vụt qua đây. Làm ai thao thức cả đêm ngày, cả đêm ngày. Kì bóng dáng ai vụt qua đây, vụt qua đây. Con đường này tôi cảm giác hơi khác nhở, hơi khác so với mọi khi. Ồ khác thật đấy bọn, khác thật, khác thật. Ủa, đi bên đây làm gì vậy? What? Cái gì đấy? Đi đằng sau đấy. Tôi có nên quay lại không? Gì đấy? Gì đấy? Biển báo xe đạp à? Biển báo ấy là biển báo cấm xe đạp vào đây đúng không? Ui cái gì đấy? Ui, ui, cái đéo. Ui, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu. Đi thẳng thôi đúng không? Ui, đéo quay lại đâu. Ui, cái gì đấy?
Cái gì đấy? Hello anh, ai đấy? Ai đấy? Sao lại có ma ấy, lại con ma nào đấy? Chạy thôi. Bấm chuông, bấm chuông. Ui, ui cái gì đấy? Sao nhiều người vậy? Né à, né, né ra đúng không? Né, 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 né. Tối thế. Ôi sao nhìn gì được? Tối quá. Né, 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 né. Đứng lên, đứng. Tha cho em anh ơi. Tha cho em mấy anh ơi. Tha cho em. Tha cho em ơi, đừng được vào em. Đừng, đừng mấy anh ơi. Đừng, 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 đừng. Né, 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 né. Né xuống nó ra. Tôi không biết chạm vào bị làm sao không, nhưng mà thôi tôi cứ né ra đã. Tôi chuyên nghiệp lắm. Tôi nói chuyên nghiệp lắm. Đừng có mơ. Đừng có mơ nhá. Xin lỗi các bạn đi. Tuo nè na. Lại con đường tu tô đấy. Ơi, cái gì đấy? Cái đéo gì đấy? Thôi nhá. Cho tôi đi về được không? Này mà có về được nhà thì tôi cũng đã ngủ được. Ui. Té tôi. Thôi anh ơi tha cho em. Có cái kia là cái tay đúng không? Cái tay thò ra từ cái tường đúng không? Ôi, nét luôn, nét, nét, nét. Pha đấy tôi cũng đã biết né kiểu gì luôn. Gì đấy? Tiếc đéo đấy. Tiếc đéo gì đây? Thôi, thôi đi về đi, đi về, đi về, đi về. Đi về thôi. Thôi nha. Hai em. Trời đã quá trễ rồi, quá tối rồi. It's too late. Trời ơi, có đường gì đấy? Phải đâu? Ui, cái gì đấy? Cái đéo ở trong mặt tôi đấy. Là sao? Là sao? Nó đi rồi. Chắc là không có chuyện gì trước mắt đâu nhỉ. Ừ. Tôi tự khuyên nhủ tôi là như thế. Để tôi có tinh thần tôi đạp xe. Ừ, chắc là không có gì trước mắt đâu. Đúng không? Mọi thứ sẽ ổn thôi đúng không? It's okay. Everything is okay. Ôi đừng thoát kìa, thoát 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 thoát. Té tôi. Té, ui. Úi dồi, có cái gì đấy? Ô sao bị trói rồi? Mẹ lại con ma kia. Mẹ lại con ma. Làm gì đấy? Inap. Inap là gì? Đủ rồi đúng không? Đủ à? You do not belong là mày không thuộc về 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 nơi này. Là sao? Ô, tôi biến thành cái ông trong xe à? Ôi vãi. Tôi luôn hiểu rồi anh em ạ. Tôi đã hiểu. Có nghĩa là tôi là thằng lái xe ô tô.
Tôi mua burger về, xong rồi tôi đi trên đường đi thì chúc mọi cái gì chúc bạn có một cái đó đấy, chúc bạn có một bữa ăn vui vẻ à. Ủa rồi bữa ăn vui vẻ chỗ nào vậy? Tôi hiểu rồi anh em ạ. Có nghĩa là tôi là ông lái xe ô tô. Tôi đi mua burger về ăn, xong trên đường về thì tông trúng một cô gái đang đạp xe đạp. Tôi thì may mắn còn sống, còn cô gái kia thì không được như thế anh em ạ. Cô gái kia chết. Anh em nãy có xem cái đoạn cuối không? Anh em có thấy một con ma trước khi bị một cái thế lực nào đó bắt đi thì nó biến thành một cô gái, mà cô gái ấy chính là người mà tôi đâm phải. Tới lượt tôi thì nó lại bảo là tôi không thuộc về nơi này, rồi tôi tỉnh dậy trong xe, có nghĩa là lúc đâm nhau va đập mạnh ấy, tôi bị mê sảng nên mới nhìn thấy những cái cảnh trong game này này. Xong rồi cuối cùng là tôi thì thoát ra khỏi cái con đường, còn cô gái kia thì bị bắt lại, có nghĩa là cô gái kia thì bị chết, tôi vẫn còn sống nên là tôi mới tỉnh dậy đấy, kiểu kiểu thế. Nhưng mà thôi, cuối cùng thì tôi cũng đã chơi xong con game Burger and Fry. Hẹn gặp anh em vào clip lần sau. Và bây giờ thì bye bye.